thì mình sẽ muốn tư vấn cho các bạn đó chính là lộ trình trong vòng 5 tháng để chúng ta chinh phục được GPT tháng 12 đúng không? Tháng 12 năm nay. Thì không biết là các bạn đã có định hướng như thế nào rồi. Mặc dù là chúng ta vừa mới trải qua hai kỳ thi GPT đúng không? Ở bên Nhật, ở bên Nhật thì các bạn mới được thi thôi, còn ở Việt Nam là chúng ta hoãn đúng không? Và kỳ thi quan trọng thứ hai là tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Để xem nào. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau Ừ. Cùng nhau phân tích cái lộ trình 5 tháng để chúng ta có thể chinh phục được N3 cũng như là N2 được chưa nào? Không biết là các bạn ôn tập như thế nào, à, còn mình thì uh, Với cái kinh nghiệm mà mình đi dạy ấy, thì mình thấy học viên của mình hay có những cái cách học sau để thi JPT. Thứ nhất đó chính là các bạn ấy hay học mà uh, học lướt, học sơ sài, được chưa? Thứ nhất là các bạn ấy hay học lướt, học sơ sài. Mình chỉ ví dụ có một cái từ jo đang mọi người biết jo đang là gì không là nói chuyện đùa đúng không tán gẫu nói đùa các bạn chỉ các bạn ấy chỉ 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 biết được nghĩa như thế thôi nhưng mà các bạn ấy không hề biết được cách dùng này cách kết hợp này hay là những cái từ ghép từ trái nghĩa đồng nghĩa đúng không các bạn chỉ biết cái này có ý nghĩa là nói đùa Vậy thì khi mà chúng ta học một từ ấy, chúng ta phải học thật là kỹ, học thật là chuyên sâu Ví dụ như từ này có ý nghĩa là nói đùa này Cách dùng thì nó sẽ không dùng là Jo đang sư đựng Mọi người lưu ý sẽ không có cách dùng là Jo đang sư đựng Mà nó sẽ có cách kết hợp đó chính là Jo đang ngộ yêu Được chưa? Đây mới là nói đùa Được chưa nào? Mọi người lưu ý Tiếp theo, cái cách học tiếp theo mà mọi người hay gặp phải Đó chính là học quá nhiều giáo trình đúng không? Các bạn hay kiểu là thấy cái giáo trình nào cũng có cái điểm hay điểm tốt cho nên là các bạn học hết. Nếu như mà các bạn học như thế thì sẽ mất rất là nhiều thời gian, sẽ bị giàn trải. Mọi người sẽ không có thời gian để mà chúng ta luyện đề. Vậy cho nên mọi người lưu ý tránh cái cách học thứ hai. Tiếp theo là chúng ta hay chúng ta cái kiểu mà học mà cái sách khó ngay cái ngay, đo, ngay từ đầu các bạn đã học sách khó rồi mọi người mọi người để ý này khi mà chúng ta đang học trình độ sơ cấp đúng không chúng ta đang sơ cấp mà chúng ta chuyển lên trung cấp trung cấp nó có cái lượng kiến thức khá là nhiều khi đấy nó rất là khó đã kiến thức đã khó đã nhiều mà các bạn lại học sách khó nữa thì 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 rất là dễ nản đúng không nào vậy mọi người lưu ý chúng ta phải học cơ bản trước rồi chúng ta mới học lên nâng cao đúng không nào và cuối cùng mình hay thấy đó chính là các bạn chỉ tập trung vào một kỹ năng ví dụ như là từ vựng chữ hán này thì à, kỹ năng thứ hai là ngữ pháp kỹ năng thứ ba là đọc hiểu kỹ năng thứ tư là nghe hiểu đúng không thì có những bạn chỉ thích học ngữ pháp thôi đúng không có những bạn thì chỉ thích học từ vựng thôi cho nên các bạn là chỉ học chỉ học cái đấy thôi không hề ôn không hề luyện cái kỹ năng đọc hiểu hay là nghe hiểu gì cả thì mọi người lưu ý bốn cái kỹ năng đấy đều có cái thang điểm bằng nhau là 60 điểm đúng không vậy cho nên mọi người phải học đều ra học đều ra, nhỡ như mà chúng ta chỉ tập trung vào một kỹ năng mà kỹ năng kia của chúng ta chỉ được dưới 19 điểm, tức là điểm liệt đúng không? Vậy là chúng ta trượt rồi. Vậy cho nên mọi người hãy lưu ý cách học thứ tư, hãy mọi người nhớ tránh nhá. Ideas cả, đây là một vài cái lỗi không hẳn là lỗi sai mà các bạn nên tránh thì chưa? Nên tránh. Thì sau đây, mình biết là sau đây mình sẽ mình sẽ vạch ra cái lộ trình 5 tháng cơ bản thôi, bởi vì mình biết là mỗi bạn sẽ có những cái cách học khác nhau rồi là Uhm, từng người sẽ có cái cái um, gọi là năng lực học khác nhau cho nên là cái lộ trình nó sẽ khác nhau nhưng mà đây là cái lộ trình cơ bản nếu như mà bạn nào muốn tư vấn chi tiết kỹ càng hơn thì mọi người có thể nhắn tin vào page của trung tâm nhận nhớ shop mình sẽ trả lời hết nhá yes cả hay thì mọi người có thể nhìn qua ở đây chúng ta có cái lộ trình thứ nhất tháng 7 đúng không Tháng 7 thì chúng ta sẽ học cái gì mọi người? Đó chính là ôn tập lại kiến thức cũ đúng không nào? Ít-tết-cá, tháng 7 là ôn tập lại kiến thức cũ, tháng 8, tháng 9 là chúng ta sẽ học Junbi, tháng 9, tháng 10 chúng ta sẽ tiếp đến sẽ là thai xác cự và cuối cùng tháng 11 chúng ta sẽ luyện đề. Được chưa nào? Mọi người lưu ý là khi mà chúng ta học một cái gì đó hoặc là làm một cái gì đó chúng ta không nên không nên làm sao lao đầu vào làm luôn mà chúng ta phải có một cái chúng ta phải vẽ ra một cái lộ trình, một cái kế hoạch cụ thể để chúng ta có cái gọi là cái uh, cái gì ạ? Có cái, cái 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 nền để chúng ta bám vào, đúng không? Chúng ta bám vào chúng ta thực hiện thì nó sẽ ok hơn, nó học lên sẽ dễ dàng hơn, nhớ chưa? ides cả. Thứ nhất đúng không? Tháng 7 Uhm, tháng 7 là chúng ta phải ôn tập lại kiến thức cũ Tại sao? Tại sao chúng ta phải ôn tập lại kiến thức cũ? Bởi vì chúng ta phải chắc cái nền, cái móng Thì khi học lên cao mới nhanh, mới mới tốt lên được, đúng không? Uhm, thì mình sử sưu mê các bạn Tháng 7 này các bạn ôn tập lại kiến thức cũ tầm 2 đến 3 tuần Được chưa nào? 2 đến 3 tuần còn tháng 8 tháng 9 học Junbi tức là các bạn sẽ học những cái cơ bản, học lướt qua, học sơ qua ví dụ như từ này có ý nghĩa như thế nào hoặc là mẫu ngữ pháp này dịch ra sao đúng không? Và cuối cùng không phải cuối cùng mà tháng 8 ở ừ, tháng 9 tháng 10 chúng ta sẽ học thai xác cự tức là học chuyên sâu học nâng cao đấy đúng không học nâng học nâng cao thì các bạn phải nghiên cứu kỹ ví dụ như vừa nãy mình nói cái từ Jordan rồi đúng không các bạn phải hiểu được cách dùng này cách kết hợp này hoặc là những từ ghép này những từ trái nghĩa đồng nghĩa để chưa nào hoặc là những cái cụm từ mà nó hay đi với nhau đấy đúng không và cuối cùng tháng 11 chính là luyện đề Luyện đề là cách mà chúng ta vừa ôn tập lại được các kiến thức Vừa là cách để chúng ta cải thiện kỹ năng làm bài Để nâng cao số điểm của chúng ta trong kỳ thi GPT đúng không nào? Ừ. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ đi vào chi tiết cụ thể của từng giai đoạn Được chưa? Từng giai đoạn Đầu tiên là tháng 7 chúng ta ôn tập lại kiến thức cũ đúng không? Thì có rất nhiều cách để chúng ta ôn tập lại Thì cách mà mình sử sư mê nhất cho các bạn đó chính là làm đề thi làm đề thi các năm đúng không? thì khi đấy chúng ta vừa có thể hệ thống lại được kiến thức này, vừa cải thiện kỹ năng làm bài đúng không? Ừ. cách tiếp theo là chúng ta sẽ ôn qua list list danh sách ngữ pháp, list danh sách từ vựng nếu như mà bạn nào chưa có, chưa trong quá trình học mà các bạn chưa tổng hợp lại ý, thì các bạn có thể nhắn tin cho mình mình sẽ gửi cái list danh sách này cho các bạn được chưa? ý đẹp cả. Ngoài ra trong cái thời gian này đúng không các bạn vừa trải qua hai kỳ thi rất là quan trọng thì các bạn có cái xu hướng đó là muốn nghỉ ngơi nhưng mà chúng ta vẫn phải vừa học vừa chơi đúng không nào. Học thì các bạn học làm đề, luyện đề để ôn tập lại kiến thức này. Chơi đó chính là chúng ta có thể vừa chơi vừa luyện cái đọc hiểu, nghe hiểu đó chính là chúng ta sẽ đọc báo Nhật này hoặc là xem anime này, đọc truyện tranh, truyện manga đúng không? cả ngoài ra đúng không ngoài ra thì chúng ta cũng nên bổ sung các kỹ năng khác ví dụ như là kỹ năng cai hòa khi mà học lên cao ấy các bạn sẽ nhận thấy rằng bằng cấp ấy khi mà đi kèm với bằng cấp thì các bạn cũng phải phải có cai hòa bởi vì sao nếu mà chúng ta không cai hòa được đúng không chúng ta chỉ có bằng cấp không cai hòa được thì làm sao mà nói chuyện được với người Nhật làm sao mà làm việc được đúng không vậy cho nên bạn nào mà vừa có bằng cấp vừa cai hoạ vừa cay giỏi thì chúng ta những cái cơ hội việc làm của chúng ta sẽ rất là nhiều rất là rất là ok đúng không này chưa nào vậy mọi người lưu ý nhá chúng ta khi mà ôn GPT thì các bạn cũng phải ôn luôn cả luyện luôn cả cài hoa idesta chúng ta sang cái giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ hai mình biết là tâm lý của mọi người mới mới học lên ấy, mới 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 đặt ra ví dụ học lên n 2 n 3 đi các bạn hãy đặt ra mục tiêu là Uh, đến tháng 12 năm 2021 này em phải thi được 150 điểm, 160 điểm, đúng không? Nhưng mà các bạn khi mà các bạn đặt mục tiêu quá cao như thế thì các bạn sẽ dễ bị nản. Vậy cho nên là các bạn phải vạch ra cái lộ trình cụ thể uh, trước khi mà trước khi mà vào vào là vào học đúng không? Thì cái tháng 8 tháng 9 này chúng ta sẽ học 준비, tức là học những cái kiến thức cơ bản. Được chưa nào? Uh, cái hồi mà mình uh, cái khi mà mình đi dạy ý, thì học viên của mình hay kêu là sau khi học xong cái 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 giai đoạn gen này này học sinh của mình hay làm đề và kêu là em làm uh, sai nhiều câu quá chả đúng câu nào cả nhưng mà mọi người yên tâm bởi vì cái giai đoạn này mới là giai đoạn kiến thức cơ bản thì cái việc mà làm đúng luôn ý nó rất là khó vậy cho nên mọi người cứ thoải mái đi trong giai đoạn này cứ thoải mái chỉ cần học sơ uh, từ vựng này ý nghĩa như thế nào ngữ pháp này dịch ra sao được chưa ừ thì về cái tài liệu mình sư sư mê mình gợi ý cho các bạn từ vựng ngữ pháp chúng ta sẽ học Mimikada, nhớ chưa? Còn về kanji thì chúng ta có thể tham khảo So Matume, nhớ chưa? Còn đọc hiểu. Giai đoạn này bởi vì là à, bởi vì là cái giai đoạn mà cơ bản, cho nên các bạn chưa cần lao đầu vào làm đề luôn mà các bạn hãy Hãy vào cái trang web này. Đây chính là trang web báo mà người Nhật viết cho người nước ngoài. Họ sẽ viết bằng những cái từ những bằng viết bằng Yasashi Kotoba tức là những cái từ rất là dễ để cho chúng ta có thể tiếp cận được với tiếng Nhật một cách nhanh chóng hơn. Vậy cho nên là mọi người lưu ý là mỗi ngày các bạn có thể vào đây vừa vừa luyện dịch đúng không? Vừa luyện đọc hiểu, vừa vừa có thêm kiến thức xã hội, thế chưa nào? Và cuối cùng nghe hiểu thì các bạn có thể dùng cái phương pháp đó chính là shadowing chắc hẳn là các bạn đều biết shadowing là gì đúng không shadowing tức là uh, đoạn băng nói ra một câu thì chúng ta sẽ nói lại cứ như thế đúng không băng nói một câu chúng ta lại nói lại tức là bắt trước đấy đúng không nào cái phương pháp này rất là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ hiệu quả đấy tin mình, mình 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 dám cá với các bạn phương pháp này rất là hiệu quả bởi vì sao nó vừa giúp cho chúng ta luyện nghe được đúng không nghe được câu gì đúng không vừa giúp cho phát âm này ngữ điệu của chúng ta tốt lên yes cả uh, tuy nhiên đổi lại mặc dù hiệu quả nhưng mà cũng có cái nhược điểm đó chính là rất là dễ chán vậy cho nên các bạn phải kiên trì được chưa ides cả hay đấy là giai đoạn chuẩn bị đây là cái sách shadowing mà mình muốn sư -sư mê cho các bạn các bạn có thể nhìn ở đây được chưa đây chính là cái quyển cái quyển sách shadowing của chúng ta nếu như mà bạn nào không biết quyển này là gì thì có thể nhắn tin cho mình để mình gửi link sách gửi file pdf cho nhá ides cả ừ. tiếp theo nào đây chính là chuyên bi rồi đúng không còn cuối à, còn giai đoạn mà à, học nâng cao đấy thì chính là tháng 9 tháng 10 chúng ta sẽ học thai xa cự học những cái kiến thức à, nâng cao thì về phần từ vựng ngoài cái quyển mimi ra thì mình gợi ý cho các bạn đó chính là cái quyền từ vụng của Somatome thì đây chính là cái hình ảnh về cái quyển mimi thì khi mà chúng ta ngày xưa đúng không ngày xưa học giai đoạn junbi chúng ta chỉ học cái thằng chiêu chốc cự này có ý nghĩa là tìm việc đúng không nhưng mà bây giờ học nâng cao rồi chúng ta phải học là cái thằng chiêu chốc cự này nó đi với trợ từ như thế nào này đúng không tìm việc ở công ty du lịch nó sẽ đi với trợ từ nĩ đấy chứ À, rồi là từ ghép này, từ ghép thì sẽ có siêu số cử đô tức là hoạt động tìm việc này. Tiếp theo là siêu số cử là kỳ thi xin việc này vân vân đúng không? Hoặc là từ trái từ trái nghĩa đối lập là thai số cử là là nghỉ việc này, nhớ chưa? Và những cái từ liên quan là đi đê kỳ sổ tức là sơ yếu lý lịch được chưa? Đây chính là cái giai đoạn học nâng cao, học thật chắc, học thật kỹ, được chưa nào? À, tiếp theo sẽ là ngữ pháp thì sẽ là sinh can sinh can này còn kanji sẽ là kanji um, master đúng không còn đọc hiểu nghe hiểu thì chúng ta sẽ làm đề trong cái quyển sinh can này sinh can dê nó có rất uh, nó có một cái điểm rất là hay bởi vì nó chia ra các dạng trong đề thi thì các bạn chỉ cần học theo các dạng này thôi và sau đó các bạn sẽ làm bài tập ở trong cái quyển Speedo master đúng không ideska đấy là về cái giai đoạn thay xa cự đấy chưa nào và tiếp theo cái giai đoạn cuối cùng đó chính là giai đoạn giai đoạn mà chúng ta làm đề Được chưa giai đoạn này thì rất là quan trọng mọi người lưu ý cho mình cực kỳ cực kỳ quan trọng bởi vì sao khi mà chúng ta làm đề ấy, chúng ta vừa tổng hợp lại được các kiến thức mà chúng ta đã học cái thứ hai là chúng ta sẽ cải thiện được uh, cải thiện được các uh, kỹ năng làm bài Được chưa nào thì cái giai đoạn này ấy, các bạn hãy bấm giờ cho mình. Khi mà làm bài một bài uh, các bạn cứ coi như đấy là bài thi và các bạn uh, bấm xem là uh, thời gian đúng như là thời thời gian đi thi ấy thì các bạn xem xem là các bạn làm được bao nhiêu phần trăm và cái điều quan trọng nhất trong cái quá trình làm đề này thì các bạn phải chữa thật kỹ những câu mà các bạn làm sai. Được chưa? Nhớ lưu ý là phải chữa thật kỹ những câu mà các bạn làm sai, cứ làm đi làm lại như thế. để chưa nào? Mình tin là với cái lộ trình như thế này và với sự chăm chỉ kiên trì của các bạn thì chắc chắn cái kỳ thi JLPT tháng 12 này sẽ đạt điểm cực kỳ là cao để cho là mình tin là các bạn sẽ làm được vậy nên à, vậy nên là nếu như mà bạn nào không tự học được không tự học được hoặc là có cái điều gì thắc mắc hoặc là muốn tư vấn lộ trình một cách kỹ hơn theo cái năng lực của bản thân thì các bạn có thể nhắn tin vào vết trung tâm để ngữ shop mình sẽ tư vấn cụ thể nhiệt tình để cho nào Iですか. Ừ, ngoài ra thì trung tâm sẽ à, ừ, ngoài ra trung tâm còn có một vài kênh ví dụ như là tiktok này youtube này hoặc là page của các thầy cô của cô yên và của mình thì các bạn có thể vào đó theo dõi cũng có rất nhiều là cũng có rất nhiều kiến thức hay ho nhớ các bạn nhớ theo dõi nha hay cả ừ. đây là lộ trình năm tháng của chúng ta có thể cả đã chưa nào